Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng đột xuất 7 tập thể có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Bình, đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Đã có 7.083 người thực hiện khai báo y tế, trong đó có 61 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung, 279 trường hợp F2 và trên 1.200 người theo dõi sức khỏe tại nhà. Để kịp thời động viên các tập thể cá nhân trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã ra quyết định khen thưởng đột xuất cho 7 tập thể gồm đội truy vết COVID-19 huyện Yên Bình, đội phản ứng nhanh huyện Yên Bình, phòng khám đa khoa khu vực Cảm Ân, ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Cảm Ân và xã Bảo Ái, trạm y tế xã Bảo Ái và tổ tự quản thôn Tân Lương xã Cảm Ân. Trao quyết định khen thưởng cho các tập thể lãnh đạo huyện Yên Bình đã biểu dương, đồng thời mong muốn các cấp ủy chính quyền, các xã thị trấn và cán bộ ngành y tế sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với toàn tỉnh, đến nay huyện Trấn Yên đã triển khai các bước đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt, huyện đã chuẩn bị thêm các hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Trấn Yên có 122 khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa của thôn, xã và các trường học. Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận và cấp phát cho Ủy ban bầu cử các xã thị trấn 143 bảng niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cấp 244 hòm phiếu, trong đó 122 hòm phiếu chính và 122 hòm phiếu phụ. Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Trấn Yên cũng đã lên phương án đóng bổ sung 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng cho xã thị trấn khi có tình huống dịch xảy ra, phục vụ việc bỏ phiếu của các cử tri thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện đã làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử. Công tác vận động tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã được huyện hoàn thành xong từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, 2021, hoàn thành xong các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Thực hiện công văn số 678 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn bổ sung công tác bảo đảm y tế trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 20 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế và cán bộ tổ bầu cử phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại buổi tập huấn, các cán bộ y tế và cán bộ tổ bầu cử phục vụ tại 3 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Yên Bái là Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã được phổ biến các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng phòng hộ cá nhân trước khi vào khu vực dành cho người được cách ly tập trung và khử khuẩn hòm phiếu phụ, các dụng cụ khác khi qua mỗi phòng cách ly. Qua đó giúp cán bộ tham gia phục vụ tổ bầu cử nắm vững những quy định kiến thức quan trọng vừa đảm bảo quyền công dân cho người thực hiện cách ly vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Bên cạnh các phương án đảm bảo về an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch, thì việc cung cấp điện liên tục và ổn định cho công tác bầu cử được Công ty Điện lực Yên Bái quan tâm chú trọng với quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái đã khẩn trương lập phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra bầu cử, đặc biệt là tại hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị bầu cử cấp huyện trên địa bàn. Tại huyện Trấn Yên, những ngày này các cán bộ kỹ thuật của Điện lực Trấn Yên luôn trực vận hành 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra đường dây và các trạm biến áp trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra. Với 117 điểm bầu cử, Điện lực Trấn Yên đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, thông tin liên lạc xử lý nhanh, an toàn các sự cố phát sinh nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác bầu cử.
về phương án phòng chống lũ bão, phòng chống những cái sự cố đột xuất trên đường dây và thiết bị, thì hàng kỳ thì chúng tôi vẫn cho anh em là tập trung lại là diễn tập để làm sao đấy đáp ứng được cái yêu cầu mà khắc phục những cái sự cố khi mà nó xảy ra một cách nhanh nhất, đáp ứng là khôi phục lại lưới điện một cách nhanh nhất. Chúng tôi đã lập phương án triển khai cơ giữ điện ổn định ở tất cả những cái điểm bầu cử. Toàn bộ những cái trạm đấy thì chúng tôi sẽ dừng cái công việc cắt điện có kế hoạch, tổng rà soát trước khi mà cái điểm bầu cử, trước khi các ngày bầu cử vào thì chúng tôi đã kiểm tra rà soát những cái khiếm khuyết tồn tại của những trạm biến áp này. Nếu mà có đầy tải thì chúng tôi sẽ nâng công suất của trạm biến áp. Với 129 khu vực bỏ phiếu, Điện lực thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nắm thông tin về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tổ chức bầu cử, từ đó xây dựng phương án cấp điện thường xuyên liên tục, chủ động cử các tổ đội xuống kiểm tra, bảo dưỡng các trạm biến áp, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị cho cái bầu cử Quốc hội khóa 15 cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thì chúng tôi đã lập cái phương án cấp điện cho các cái địa điểm bầu cử trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện khu vực tại các địa điểm bầu cử, cũng như là bố trí tăng cường nhân lực để ứng trực kịp thời xử lý sự cố trong trường hợp mà sự cố xảy ra để đảm bảo ổn định cấp điện phục vụ bầu cử. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Yên Bái có 1.154 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa, 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường, 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân. Công ty Điện lực Yên Bái đã yêu cầu các điện lực trực thuộc chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm thông tin về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tổ chức bầu cử, từ đó xây dựng phương án cấp điện thường xuyên liên tục, xử lý nhanh, an toàn các hư hỏng và sự cố phát sinh nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện luôn sẵn sàng phục vụ cho công tác bầu cử. Đối với công tác cấp điện cho bầu cử thì ngay từ đầu tháng 4 là chúng tôi đã yêu cầu các điện lực phối hợp với các chính quyền địa phương xây dựng cái phương án để đảm bảo ổn định cấp điện cho hai cái ngày là 22 và 23 cũng như là những ngày kiểm phiếu sau đó tại tất cả các 15 cái đơn vị bầu cử ở trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, cùng với các cấp, các ngành và các địa phương của tỉnh, Điện lực Yên Bái cũng đã tích cực chuẩn bị góp phần tổ chức thành công sự kiện trọng đại của đất nước. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về kinh tế, tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp thủy sản 20,5%, công nghiệp xây dựng 32%, dịch vụ 47,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2% một năm. Về văn hóa xã hội, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 40%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm bình quân trên 4% một năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%, có 12 bác sĩ, 35 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%. Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Văn Yên và huyện Yên Bình. Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Về môi trường, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, số đảng viên kết nạp hàng năm từ 1.800 đảng viên trở lên. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 90% trở lên. Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên. Trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên. Một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2030. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030
đạt trên 8%, tính chung cả giai đoạn 2021 đến năm 2030 đạt gần 8%. GDP bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,8% một năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 10% so với năm 2025. 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 trên 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm bình quân trên 4% một năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%.